Sau tận 13 năm kể từ ngày chúng ta được khoác lên bộ giáp của Space Marine đi lùa lũ orc dù lại bị đám Chaos lùa, thì giờ đây Warhammer 40k Space Marine 2 đã quay trở lại, tiếp tục cùng với anh trai thải thớt vượt ngàn trong gai thực sự theo nghĩa đen. Nếu chúng ta hay có câu còn thở là còn gỡ X2 cho tới chết, thì với các Space Marine cũng sẽ có câu tiếp tục chiến đấu chừng nào còn thở, nó cũng đáng đúng nghĩa với lệ thải thớt. 13 năm trước, anh Liam Titus không chỉ bị đám Chaos gài hàng mà còn bị chính đồng đội phản bội niềm tin. Codex không sai, nhưng quá máy móc với nó thì cũng chỉ là một thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Vì đây là một sự tiếp nối của Space Marine 1 nên mình sẽ cùng lướt qua một chút về cốt truyện cũ. Warhammer 40k Space Marine sẽ lấy bối cảnh ở thiên niên kỷ thứ 42 trong kỷ nguyên Indomitus, nơi mà đế chế nhân loại đang trỗi dậy một lần nữa trước sức ép của vô vàn khó khăn. Chúng ta có được lại hy vọng với sự trở lại của hai vị Primarch là Gelluman và Lion, nhưng hoàn cảnh thì lại quá éo le khi cả thiên hà đã bị chia cắt bởi một vết nứt quá khổng lồ sau sự kiện KDA bị Aberdon cố đấm ăn xôi phá hủy. Tình thế hỗn loạn đó cũng đã trở thành một miếng mồi thơm để cho các loài Xenos tranh giành tài nguyên. Tâm điểm của Space Marine 1 là Mergaia, một thế giới lò rèn của Mercaricus đang bị quá Orc tấn công dữ dội. Đây là một tài sản cực kỳ có giá trị với Imperium, khi nơi đây là nơi chế tạo các Battle Titan Warlocks nên không thể sử dụng tới Exterminators. Phương án tốt nhất là sẽ dùng tới sự hỗ trợ của Space Marine. Một đại đội thuộc chapter của Ultramarine đã được điều động tới đây để giải quyết các vấn đề. Có 3 Space Marine đã trực tiếp tham chiến tại đó, đó chính là chỉ huy Titus cùng với 2 đồng đội của mình. Ban đầu, đối thủ của họ chỉ là những con Orc hiếu chiến, nhưng về sau, họ lại dính vào một bê bối có liên quan tới Chaos khi đã có một tên Chaos giả Inquisitor lừa mờ cổng Warp, khiến rất nhiều Demon và Chaos Space Marine tràn vào đây. Mặc dù về sau, Titus đã có thể phá hủy được cánh cổng Warp này và ngăn được tên Chaos Space Marine biến đổi thành Demon, nhưng rồi ông đã bị chính đồng đội của mình tố cáo khi tiếp xúc với năng lượng của Warp mà lại không xảy ra vấn đề gì. Titus đã bị Inquisitor đưa đi để điều tra. Sang tới Warhammer 40k Space Marine 2 thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được nghe tiếp về câu chuyện này với mốc thời gian thì đã là cách các sự kiện của Space Marine 1 tới một thế kỷ. Mặc dù Titus được coi là không còn bị ô uế bởi Chaos, nhưng người trực tiếp điều tra là Inquisitor Thrax vẫn tiếp tục giam cầm Titus trong hơn một thế kỷ nữa để tìm ra câu trả lời mà vốn dĩ ông chả thể đáp ứng được. Có một sự chế trêu là sau đó các Goyleai đã phát hiện ra và trừ khử chính Thrax khi xác định hắn đã bị Demon chiếm hữu trong một sự kiện ngoài lề khác. Sau cái chết của Thrax, Inquisition đã thả Titus ra và cho phép ông được trở về Chapter nếu muốn. Nhưng Titus tin rằng mình đã làm ô uế tên tuổi của Chapter nên đã chọn một hướng đi khác, đó là gia nhập vào Death Squad để tiếp tục cống hiến cho Imperium. Titus đã xóa bỏ toàn bộ huy hiệu của Chapter cũ khỏi tấm khiên của mình và tự nhận mình là Black Seal bị dùng bỏ, âm thầm phục vụ cho Death Squad thêm nhiều thập kỷ. Thời điểm của Space Marine 2 diễn ra với tiêu điểm là sự kiện một nhánh Thezanit của Hybrid Leviathan đã tấn công vào phân vùng Pacificus. Hành tinh Kazaki đã phát ra thông báo cầu viện để bảo vệ dự án Aurora, một dự án phát triển vũ khí mạnh mẽ chống lại Xenos. Một đội kill team của Death Squad đã được cử tới đây để ứng chiến, và Titus cũng là một thành viên trong đó. Nhiệm vụ của đội Death Squad này là bắn một quả bom virus vào từng bình lưu để tiêu diệt nhiều Thezanit nhiều nhất có thể, tạo cơ hội cho Achamir Tharum phản công. Trong nhiệm vụ này, Titus đã bị thương nặng bởi một con Thezanit Carnifus khổng lồ. Ông đã may mắn được một lực lượng Ultramarine tới hỗ trợ giải cứu và mang đi. Để có thể cứu được Titus, họ đã đưa ra phương án, đó là nâng cấp ông trở thành một Primaris Space Marine, là một sự nâng cấp đáng kể cho các chiến binh Space Marine, mang tới sự vượt trội về sức mạnh, thể chất và tinh thần. Titus đã phải chịu đựng sự khó khăn trong quá trình này một cách kiên cường như ông đã từng phải chịu trong bất kỳ cuộc thẩm vấn nào từ Inquisitor trước đây. Khi tỉnh dậy thì quá trình trở thành một Primaris Space Marine của ông đã được hoàn tất, danh phận của Titus đã được trở lại thành một sĩ quan của một chapter thuộc về Ultramarine. Có nhiều người đã lo lắng về sự trở lại của Titus với Chapter, nhưng Librarian Tigusius đã tự mình kiểm tra và xác nhận Titus hoàn toàn không có tì vết với Chapter Master, nên ông đã được phục chức ngay lập tức. Được sự công nhận của Librarian và Master Chapter, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng và cho đón Titus quay trở lại, một lần nữa được cống hiến cho Chapter đối đầu với những kẻ thù của Imperium. Việc chuyển hóa từ một Space Marine thông thường sang Primaris Space Marine cũng có nghĩa là Titus sẽ được bổ sung thêm nhiều sức mạnh hơn kể từ thời điểm xuất hiện trong câu chuyện của Space Marine 1. Trong đầu của Titus khi đó chỉ muốn quay trở lại với Death Squad, nhưng Quintus đã nhắc nhở ông rằng ông đã được Inquisition tuyên bố là trong sạch. Nếu ông thực sự muốn khát khao được cứu rỗi thì phải trở lại với Chapter để tự mình giành lấy vinh quang xưa. Vì Titus khi tham gia Death Squad với tư cách là một Black Seal vô danh, không mang danh tính của Chapter từng phục vụ, nên phần lớn quá khứ của ông vẫn sẽ được giấu kín khỏi nhiều người. Nhiệm vụ mà đại đội 2 khi này đang thực hiện đó là sơ tán người dân trên hành tinh Kadaki và hỗ trợ Achamir Tharum giành lại quyền kiểm soát các khẩu pháo phòng thủ quỹ đạo.
Titus và đồng đội đã chiến đấu qua nhiều đợt sóng vô tận của Titanis và giành chiến lại được các khẩu pháo quỹ đạo, cho phép Imperium phá hủy một số Hybrid Titanis, tạo ra những khoảng trống để người dân có thể di tản. Sau đó, Titus đã được lệnh hộ tống Norris ra khỏi hành tinh, nhưng người này đã từ chối rời đi cho đến khi dữ liệu quan trọng của dự án Aurora được lấy lại từ cơ sở nghiên cứu. Nhưng khi đã có được dữ liệu này và Norris được rời đi bằng một tàu chiến, nó đã bị rơi một cách bí ẩn ở vùng lãnh thổ đang bị Titanis chiếm đóng. Titus và đồng đội của mình lại phải tiếp tục tới đó để giải cứu Norris, nhưng tới nơi thì ông ta đã chết. Titus cũng đã khám phá ra Norris không bị Titanis giết mà là từ Chaos, khi con tàu còn vận chuyển một vật thể bí ẩn khác. Khi báo tin này cho cấp trên, ông đã được lệnh tới hành tinh Avarak để tìm một giáo sĩ công nghệ của Norris, đó là Luz, người duy nhất đủ điều kiện để tiếp tục dự án Aurora. Sau khi vượt được qua một bầy Titanis tại đó, họ đã tìm được tới một cơ sở của Mechanicus nằm sâu trong Flacitum, cung cấp cho vị trí của Luz. Titus cũng đã nghi ngờ về vật thể bí ẩn đi cùng với Norris, nên đã khám phá được thêm thông tin rằng dự án Aurora thực chất là một nỗ lực chế tạo ra một vũ khí dựa trên warp, được cung cấp năng lượng bởi một hiện vật Chaos mà Titus đã phá hủy hơn một thế kỷ trước ở Gaia. Đây là phần còn lại của nó. Titus hiểu rõ về mức độ nghiêm trọng của hiện vật này nên đã yêu cầu dừng dự án và phá hủy nó hoàn toàn, nhưng Achara đã từ chối vì nói rằng Mechanicus đang làm dự án này theo mệnh lệnh của chính Galliman. Khi trở về Avarak để tìm kiếm Luz, Titus đã bị phục kích bởi một lực lượng Chaos Space Marine của quân đoàn Thousand Sun. Chúng cũng đã đi tìm kiếm Luz. Sau khi vượt được qua đám Chaos Space Marine này, Titus đã tìm được ra nơi ẩn náu của Luz và hộ tống anh ta tới một máy bay chiến đấu. Trên đường đi, Luz đã tiết lộ với mọi người rằng Titus từng là đội trưởng của đại đội 2 của hai thế kỷ trước, được cho là đã chết khi giữ hiện vật Chaos trong chiến dịch giải phóng Gaia. Điều này đã làm cho vài người nghi ngờ Titus. Khi trở về, Titus đã thúc giục đội trưởng hiện tại hãy liên lạc với Chapter Master và cảnh báo cho ông ta về bản chất thực sự của dự án Aurora, nhưng Achera bác bỏ điều này vì trạm truyền tín hiệu thiên văn cũng đang bị Titanis chiếm giữ. Titus đã đề xuất kế hoạch hãy cứ tới trạm truyền tín hiệu này để kiểm soát lại nó và đã được chấp nhận, nhưng khi tới gặp một Atropater Neoma và yêu cầu cô ta gửi thông báo thì Neoma lại cố tình truyền tín hiệu giả. Tín hiệu này đã cáo buộc Titus là kẻ phản bội và cố gắng dẫn dụ Master Chapter Kauger tới để giết. Một đồng đội là Gadriel đã nghi ngờ và tấn công Titus ngay tại đó và chỉ dừng lại khi Chiron đột ngột bắn vào Neoma vì nhận ra cô ta đã bị Chaos tà hóa. Cơ thể của Neoma phát nổ và lộ ra kẻ đứng sau là Amura, chúa tể phù thủy của Thousand Sun. Khi đánh đuổi được hắn đi, thì Achara cũng thông báo rằng Thousand Sun đang tấn công vào hành tinh Demerium, ngôi nhà mới của dự án Aurora, nơi mà Luz đang cố gắng kích hoạt thứ vũ khí này. Khi tới được Demerium thì mọi người cũng phát hiện ra rằng đây thực chất là một Lecron Tomboro và Mechanicus đang sử dụng công nghệ của Xenos để thúc đẩy quá trình nghiên cứu và phát triển dự án Aurora của họ. Khi tìm được Thelos, hắn ta cũng tiết lộ rằng bằng cách kết hợp công nghệ của Necron và Mechanicus cùng với hiện vật Chaos như một nguồn năng lượng, dự án Aurora sẽ cho phép Imperium trục xuất bất kỳ ai dính dáng tới Chaos và Warp. Hiệu ứng này sẽ lan rộng toàn thiên hà, mang tới chiến thắng cuối cùng cho Imperium. Tên Imura bề ngoài đang cố gắng ngăn chặn việc chế tạo vũ khí này, nhưng thực ra chính là hắn đã tác động tới các giáo sĩ công nghệ để giúp hắn tạo ra nó, rồi sẽ giành lại và hắn đã thành công khi giết được Luz và cướp được nó đi. Trở lại mặt đất, Titus phát hiện ra một tháp Necron đang phun trào, tạo ra một vết nứt warp khổng lồ, khiến cho lực lượng Chaos Space Marine của Thousand Sun tràn vào thế giới này. Đội của Titus đã cố gắng chiến đấu với Chaos để đóng từng tháp nhỏ lại, và trước khi bị áp đảo hoàn toàn, thì đội quân tiếp viện của Master Chapter Kauger đã tới cứu kịp thời. Đội quân của Kauger cố gắng đánh lạc hướng lực lượng của Imura để đội của Titus tiếp tục đóng các tháp nhỏ lại. Khi tháp cuối cùng được đóng lại thì họ đã tập hợp cùng với lại Chapter để lùi toàn bộ lực lượng của Chaos. Trong trận chiến đó, Imura đã trốn thoát qua một cánh cổng warp và giải phóng một cô thần chú đóng băng tất cả Ultramarine ở đó, trừ Kauger, Titus, Gabriel và Chiron, họ phải tự mình tiếp tục chiến đấu với Imura. Titus đã có thể chiếm được nguồn năng lượng của Aurora khi Imura đang bị phân tâm bởi cuộc chiến với Kauger. Titus đã đảo ngược cục nguồn, điều đó khiến cho Imura nổ tung, mang lại chiến thắng cho Ultramarine. Kauger đã khen ngợi Titus vì những cống hiến và nỗ lực vượt bậc của ông và yêu cầu Titus hãy cùng mình tham gia vào một nhiệm vụ khác. Christos cũng đã cảnh báo rằng ông có nguy cơ bị Chaos tha hóa bất cứ lúc nào nếu Titus chùn chân và phản bội lại hoàng đế. Khi đó, Quintus sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt ông. Quintus cũng đã tháo mũ ra và tiết lộ mình chính là Leandros, học trò cũ của Titus và cũng chính là người từng báo cáo khiến cho Titus bị Inquisition bắt đi ở Space Marine 1. Cái kết này cũng khá giống với Space Marine 1 khi cũng thiết lập lại một cái kết mở đầy gai cấn, hứa hẹn cho một phần tiếp theo sẽ hoành tráng hơn khi Titus đã được đồng hành cùng với chính Master Chapter của mình.
Việc tiết lộ danh tính thực sự của Quintus cũng là một khoảnh khắc quan trọng trong cốt truyện của Space Marine 2, khi đây lại chính là người đang thao túng cuộc đời của Titus. Đầu tiên trong Space Marine 1, đó đơn giản chỉ là một sự ngây thơ của Leandros khi anh ta phát hiện ra khả năng kháng cự tự nhiên của Titus với Warp là quá tốt, khó có thể tin nổi, nên đó hoàn toàn có thể là một kẻ phản bội. Lòng trung thành với Imperium và cả Codex đã khiến cho Leandros không ngần ngại tố cáo chỉ huy của mình. Xét về khía cạnh tổng thể, thì việc làm của Leandros là hoàn toàn đúng và đáng được tuyên dương. Việc tình ngay lý ra này đã khiến nửa cuộc đời còn lại của Titus chìm vào trong đau thương khi trở thành một kẻ phản bội không chính thức, buộc ông phải gia nhập vào Death Squad như một sự cứu rỗi tự an ủi của mình. Giờ đây khi trở lại, cũng chính Leandros với thân phận mới lại một lần nữa xuất hiện và sắp đặt tiếp số phận của Titus, đó như một sự chuộc lỗi nhưng cũng có thể là một âm mưu to lớn còn ở phía sau. Mình cũng đánh giá rất cao cả về đồ họa cũng như sự chi tiết của Space Marine 2, nếu các bạn để ý sẽ thấy, những chi tiết nhỏ cũng đã được làm hoàn thiện cực kỳ tốt. Như việc các người lính của Achamir Tharum từ Kaida sẽ có đôi mắt màu tím, một điểm đặc trưng của họ khi sinh ra và lớn lên ở gầm Aep Terror dẫn tới đột biến này. Trong một vài nhiệm vụ, chúng ta sẽ bắt gặp những dãy tượng mô tả bộ giáp Mark III từ thiên niên kỷ thứ 31 trong thời đại của cuộc đại chinh phạt. Đây chính là những di vật từ 10.000 năm về trước. Đây không chỉ là biểu tượng cho thời kỳ huy hoàng của Imperium mà còn là một biểu tượng đoàn kết cho các quân đoàn Space Marine, một điều đối nghịch với giờ đây khi sắp tới Titus sẽ còn phải đối đầu với nhiều quân đoàn phản bội khác. Chúng ta cũng được nhìn thấy rõ tham vọng của Mercaricus trong Space Marine 2 khi họ có nhiều âm mưu hơn trong các dự án chế tạo của mình. Một trong những chi tiết tinh tế của Space Marine 2 đó là mọi vũ khí của Tyranids sử dụng đều là một phần của sinh vật sống. Các loại vũ khí này thường sẽ là những sinh vật có tri giác hoàn toàn riêng biệt. Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của mình về cốt truyện trong Warhammer 40k Space Marine 2. Và mình cũng sẽ có một thông báo nhỏ với những bạn thường xuyên theo dõi Warhammer 40k trên kênh là hiện tại mình sẽ không còn làm lò Warhammer 40k trên kênh này nữa. CNO Review sẽ chỉ làm review tới game Warhammer 40k mà thôi. Màng lò mình sẽ làm lại toàn bộ một cách chu đáo hơn ở một kênh mới là CNO Liên Thuyền, nơi mình nói cái quái gì cũng không sợ bị ai soi mói nữa. Các bạn qua đó tiếp tục ủng hộ mình nhé. Link mình sẽ để ở dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.